Sức khỏe xong dây kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui máy B3 Basic của hãng Myrolife ha. Thì xem bên trong máy có những gì. Đây là máy đo huyết áp tầm trung của Myrolife được rất là nhiều người sử dụng. Bên cạnh đó mình sẽ còn có dòng máy rẻ tiền hơn và dòng mắc tiền hơn. Cô chú mình có thể xem thêm hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết nha. Thì ngoài chức năng đo huyết áp, đếm nhịp tim, bộ nhớ, ngày giờ nhớ thì nó sẽ còn hai chức năng này. Chức năng này tức là kiểm tra tim đập không đều nè. Và chức năng tự động đo thông minh lấy kết quả trung bình, ví dụ như đo 2 lần hoặc là 3 lần để sẽ lấy kết quả trung bình. Thì cô chú mình có thể chọn chức năng đo nhiều lần hoặc là chức năng đo một lần kiểu truyền thống nghe. Rồi mình nếu mà mua hàng chính hãng thì giá tầm bao nhiêu? Giá của hãng đưa ra là 1.500.000. Nếu mà như mình mua hàng chính hãng mình sẽ được bảo hành 5 năm nha. Nếu mà hư sẽ được đổi máy mới, và nếu mà nghi ngờ bị sai lạc mình có thể gửi lên để được kiểm định miễn phí. Cô chú mình nhớ đến những trung tâm uy tín hoặc là những cái nơi nào mà mình yên tâm á, mình mua để được mua hàng chính hãng nha. Rồi mình sẽ cùng khui máy ha. Rồi thì bên trong mình sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn và phiếu bảo hành. Rồi mình sẽ có một cái túi rất là đẹp, cô chú thấy ha, mình có thể để sách đi công tác du lịch cũng rất là gọn nè. Rồi mình khui hộp nha. Bên trong mình sẽ có một cái vòng vấn vải nè, một bộ pin bên trong, mình có 4 viên pin 3A, một cái thân máy và luôn cả một biến điện ha. Cục biến điện này nếu mà như mình mua lẻ thì khoảng 200.000, nếu mà mình mua những cái dòng thấp hơn sẽ không có cái cục này, còn mình mua dòng trung bình và dòng cao cấp thì sẽ có cái cục biến điện chính hãng cho chú ha. Rồi sau này mà cô chú anh chị mình sử dụng thì nên mua pin khô, pin tốt nha. Một bộ pin khoảng 50-60 ngàn là pin alkaline, pin khô á mình lỡ bỏ pin bên trong cả năm nó không bị chảy pin và nó xài được khá là lâu, được nhiều tháng. Còn nếu mà mình không có mua được pin tốt, mình xài pin thường thì nên kiểm tra thường xuyên. Còn nếu mà pin thường mà ít xài thì nên lấy ra khỏi máy. Rồi mình sẽ có một cái vòng vấn như thế này ha, và đây là thân máy. Rồi trên máy mình sẽ có 3 nút, nút đo và tắt ở giữa. Nút M là mình sẽ xem lại bộ nhớ. Nút MM là mình có thể chọn MM để mình vào chức năng đo tự động nhiều lần, hoặc là mình tắt chức năng này đi để đo một lần. Thì Hoàng Sơn sẽ có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết cách cài đặt ngày giờ và cách sử dụng và cách khắc phục lỗi tại nhà. Cô chú mình có thể xem thêm nha. Hôm nay mình chỉ xem cái máy thực tế nó là như thế nào. Đây là cái chỗ cắm vòng vấn bên trái mình nè. Rồi còn bên phải mình là cái chỗ cắm cục adapter, cục biến điện. Đây là cái màn hình cô chú mình khi mua về nhớ lọc cái mạc này ra. Nhiều cô chú mình quên lọc ra thấy sau màn hình nó lạ ha, nó hai ba lớp. Đây là cái miếng dán, miếng tem của hãng. Rồi ở dưới đây là mình bỏ 4 viên pin 3A cô chú ha. Rồi vậy là mình sẽ được một cái máy tầm trung gần như là đầy đủ chức năng. Đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, nhịp tim, bộ nhớ, ngày giờ nhớ. Mình sẽ được bộ nhớ là 99 lần, bộ nhớ khá là nhiều của chú ha. Và cái nút đo tự động 2 hoặc 3 lần, mình không cần phải tháo vòng vấn, máy sẽ tự động đo lên, siết lại ra kết quả 2 lần hoặc 3 lần ha. Rồi nếu mà cô chú mình thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nghe để biết thêm thông tin chi tiết và chế độ của hãng Myrolife.